Vâng, xin kính chào tất cả quý bạn nhé. Chúng ta lại quay trở lại với kênh YouTube của phòng kinh doanh công ty Toyota Tân Cảng. Và hôm nay là ngày 17 tháng 12 nhé. Thì thời gian vừa qua tất cả quý bạn đã thấy cái đợt giảm giá rất lớn từ hai mẫu xe chính, đó là Fortuner và Innova. Thì thị trường từ đến cuối năm và sang năm liệu có còn giảm giá tiếp nữa không? Thì những cái mẫu xe cũ số sàn vẫn luôn là cái lựa chọn nhiều nhất đối với anh em chúng ta chạy gia đình hay kinh doanh trong dịp cuối năm này. Thì hôm nay nhé, mình sẽ lại dành 10 phút ngắn để cập nhật tới các bạn một cái mẫu xe Fortuner máy dầu số sàn, một cái lựa chọn có thể nói là an toàn cho tất cả quý bạn nào chúng ta đang còn lo lắng cái giá xe nó có tiếp tục giảm hay không. Thì hôm nay nhé, một mẫu xe tiếp tục là một mẫu xe Fortuner số sàn máy dầu và được sản xuất năm 2017. Thì mình cũng lại đi sơ lược qua cho anh em nhé. Tính tới thời điểm hiện tại thì Toyota Việt Nam đã chính thức lắp ráp hai cái dòng xe chủ đạo và được bán chạy nhất trong cái năm 2017 và năm 2018, đó là dòng Fortuner số sàn máy dầu và số động máy dầu. Thì những cái mẫu xe mà 2017 mà nhập thì lại vẫn luôn là những cái lựa chọn mà nhiều cho những anh em nào mà chúng ta kinh doanh và thích xe nhập hơn là những dòng xe lắp ráp tại Việt Nam. Chúng ta quan sát nhanh nhé, thì chiếc xe này vừa mới được bên mình thu về ngày hôm qua và đã được trải qua công đoạn làm đẹp Maru Grill Nhật Bản. Thì tình trạng xe thì còn tương đối tốt nhé. Xe là trang bị màu bạc và là xe nhập khẩu nhé. Thời điểm này thì thời điểm cái đợt 2017 thì khách hàng mua xe phải kèm theo mức phụ kiện là 100 triệu. Thì chiếc xe này thì phụ kiện cũng vừa đủ, dán phim, che mưa, rồi bọc ghế, lót sàn, DVD, camera rear nữa. Đó là những cái tối thiểu cho một chiếc xe dù chúng ta kinh doanh hay là chạy gia đình rồi. Chúng ta quan sát cái nội thất bên trong này, vẫn còn nguyên cái bộ ghế nỉ nhé, theo xe. Thì mình đã đi nói trong cái phần đầu đó, thì mặc dù cái thời gian vừa qua Toyota đã giảm giá rất là nhiều đối với hai dòng xe Innova và Fortuner, có thời điểm mà mức giảm lên đến 100 triệu, nhưng mà mình cảm nhận là sang đến tháng này thì cái mức độ xe và giảm giá đã không còn nhiều rồi. Thì số lượng xe mà chúng ta mua về kinh doanh, đặc biệt là dòng số sàn với dầu bây giờ trên thị trường thì không còn nhiều nữa, và mức giảm so với tháng trước thì cũng không thực sự tốt như tháng trước. Mình nghĩ là đây là một cái lựa chọn cũng hợp lý. Rồi bây giờ chúng ta đi quan sát nhanh cái phần động cơ nhé. Những anh em nào mà chúng ta thường xuyên theo dõi kênh YouTube của mình thì chắc hẳn là không còn xa lạ gì quá nhiều đối với dòng xe này, và đặc biệt là động cơ cũng như hộp số rồi. Thì động cơ sử dụng dung tích xi lanh là 2.4 nhé, và cũng tương đối hiện đại so với tất cả các cái thế hệ động cơ máy dầu trên thị trường hiện tại. Đó là sử dụng động cơ phun dầu trực tiếp và có tuộc bô tăng áp. Với mức tiêu hao nhiên liệu là 100 km thì khoảng độ trên 6 lít, và được sử dụng đáp ứng cái tiêu chuẩn khí thải là Euro 4. Thì đây là một cái động cơ mình nghĩ rằng là cũng tương đối hiện đại so với tất cả các hãng sử dụng động cơ máy dầu trên thị trường. Thì so với phiên bản số động máy dầu thì số sàn thì được lựa chọn nhiều hơn, do là cái giá thành đầu tư thì nó ít hơn, rẻ hơn được gần 100 triệu các bạn, cho phiên so phiên bản là máy dầu số tự động. Và cái giá trị mà sau này bán ra thì dòng số sàn này cũng dễ bán hơn. Rồi sơ lược vậy thôi. Thì thời gian từ đón Tết mình cũng rất bận nhá, không nhiều thời gian. Thì tất cả mọi thông tin chi tiết hơn về chiếc xe này thì xin quý bạn vui lòng liên hệ với số điện thoại dưới màn hình nhé. Và chiếc xe này đang được công ty mình niêm yết với mức giá là 880 triệu cho một mẫu xe Fortuner số sàn được sản xuất 2017 và là hàng nhập khẩu nhé. Thì bên mình hoàn toàn có thể hỗ trợ trả góp cho tất cả anh em nào mà chúng ta chưa đủ tiền để mua chiếc xe này ở mọi miền Tổ quốc, không giới hạn thành phố Hồ Chí Minh nhé. Và thông qua hình thức trả góp bằng ngân hàng tài chính Toyota với lãi suất cực thấp, đó là 0.4% trong một tháng và ưu đãi 6 tháng đầu nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.